Vâng, xin cảm ơn dẫn chương trình của tiến sĩ Thủy. Thì sau đây là cái phần trình bày của tôi. Thì cái phần trình bày của tôi thì muốn cùng chia sẻ với quý vị đồng nghiệp về cái vai trò của điện quang can thiệp nội mạch, nghĩa là thường là chúng ta hiểu là nút mạch gan trong điều trị ung thư gan, mà không phải là cái vai trò thông thường, mà hiện tại là trong cái kỷ nguyên của cái thuốc toàn thân. Thì như chúng ta đã biết thì vậy thì cái vai trò mà chúng ta đã biết được vai trò của điện quang can thiệp điều trị ung thư gan, và như trong cái slide này chúng ta đã đặt câu hỏi là vậy cái vai trò của điện quang can thiệp như thế nào, thì tôi đặt câu chúng ta quay trở lại cái thời kỳ trước là cái thời kỳ mà quá khứ một chút. Thì chúng ta nhìn đây là cái guideline của BCOC 2011, thì chúng ta thấy rằng là gì, cái vai trò chúng ta quay ngược, chúng ta nhìn trong guideline này chúng ta đã nhìn thấy là gì, vai trò điện quang can thiệp là TACE. Và trong đó thì chúng ta nhìn ngược lên thì chúng ta thấy rằng là gì? Vậy cái vai trò điện quang can thiệp nó là nằm ở giai đoạn trung gian. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là gì? Vai trò khi mà ung thư gan ở giai đoạn trung gian thì có chỉ định nút mạch gan, can thiệp nội mạch. Và một cái điều mà chúng ta biết được là gì? Ở cái giai đoạn trung gian là giai đoạn mà có cái lượng bệnh nhân rất là lớn. Tôi nghĩ là chắc chiếm đến tỷ lệ chắc khoảng tầm độ 70 đến 80%. Bởi vì là hiện tại thì cái tỷ lệ ung thư gan mà phát hiện giai đoạn sớm rất ít, mà thường sẽ chỉ ở giai đoạn trung gian hoặc giai đoạn muộn. Nhờ có sự quan tâm lớn của hệ thống y tế, chúng ta đã bắt đầu dần dần chúng ta phát hiện được cái tỷ lệ ung thư gan ở giai đoạn sớm nó nhiều hơn. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì cái giai đoạn trung gian thì là giai đoạn lớn nhất. Vậy thì nếu mà theo guideline của cái kỷ nguyên trước, cái thời kỳ trước, thì chúng ta thấy là gì, cái vai trò của bác sĩ điện quang can thiệp cực kỳ là lớn. Nghĩa là cái lượng bệnh nhân ung thư gan trên thế giới và đặc biệt trong hoàn cảnh Việt Nam thì đa phần là khách hàng của bác sĩ điện quang can thiệp. Thì đây là cái vai trò của điện quang can thiệp của thời gian trước, thì chúng ta nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên câu chuyện là cái hiện tại thì mọi câu chuyện nó đã thay đổi. Một cái điều mà bản thân là trong cái giới điện quang can thiệp chúng tôi thì cũng các cái nhà điện quang can thiệp phải ngồi họp với nhau lại và thảo luận với nhau xem là cái kỷ nguyên hiện tại thì chúng ta làm cái gì. Và rõ ràng chúng ta nhìn thấy đây là một cái bài báo của một tác giả rất nổi tiếng của Pháp, Thierry Debray. Thì người ta đã viết một cái bài báo và nói là gì, cái điện quang can thiệp ở trong kỷ nguyên của thuốc đích là như thế nào. Và rồi một số các bài báo khác thì họ thấy rằng là gì, điện quang cái giai đoạn B thì không chỉ dành riêng cho bác sĩ điện quang can thiệp nữa, mà ví dụ như trong các cái bài báo người ta đề nghị rằng là xem lại và mình hãy thu nhỏ cái vai trò của bác sĩ điện quang can thiệp xuống. Bởi vì sao, chúng ta nhìn thấy là gì, có rất các nhiều cái loại thuốc toàn thân gồm các cái thuốc đích và các thuốc miễn dịch đã áp dụng và có cái hiệu quả rất là cao trong điều trị ung thư gan, đặc biệt ngay cả trong giai đoạn trung gian. Thế thì vậy thì với ung thư gan ở cái kỷ nguyên của thuốc toàn thân, nghĩa là chúng ta đang ở kỷ nguyên hiện tại, thời điểm hiện tại thì là cái gì? Thì chúng ta thấy có một số cái điều mà chúng ta cũng phải nhìn nhận và chúng ta cũng nhấn mạnh lại để chúng ta cùng nắm được những yếu tố cơ bản. Thứ nhất là gì, hiện tại trong kỷ nguyên hiện tại thì chúng ta đã có thấy rằng là có rất nhiều thuốc đích và có thuốc miễn dịch đã được thử nghiệm lâm sàng thành công và được cấp phép. Thế chính vì thế người ta gọi là cái molecular era hoặc là cái kỷ nguyên của immunotherapy. Rồi trước đây thì nếu mà chỉ điều trị ung thư gan thì chúng ta chỉ có mỗi Nexava, nhưng bây giờ có rất nhiều thuốc, chẳng những thuốc thường dùng hơn nữa là lenvatinib và một số loại thuốc khác. Về kỷ nguyên của miễn dịch thì chúng ta thấy cũng như vậy, chẳng hạn như là với cái phương pháp thường dùng, chẳng hạn như là sử dụng atezolizumab kết hợp với bevacizumab, ngoài ra còn một số các loại thuốc miễn dịch khác, chẳng hạn durvalumab kết hợp với một số thuốc ức chế tăng sinh mạch máu v.v. đã được áp dụng và đã chứng tỏ được cái vai trò rất là lớn, cái hiệu quả rất cao trong điều trị ung thư gan. Chính vì cái kỷ nguyên như thế nên câu chuyện là người ta đặt câu hỏi lại là vậy thì tất cả những cái giai đoạn B, giai đoạn trung gian thì có dành cho bác sĩ điện quang can thiệp hay không? Thì đấy là một câu hỏi rất là lớn. Ngoài ra thì cũng song hành với sự phát triển rất là mạnh mẽ về các cái thuốc toàn thân, thì cái vấn đề về bản chất của ung thư gan thì người ta càng ngày hiểu sâu hơn. Người ta cùng nhìn nhận vấn đề tính chất đa dạng của ung thư gan nguyên phát HCC. Và ngay cả bản thân trong can thiệp nội mạch thì chúng tôi cũng phải chấp nhận mình cũng hiểu một số khái niệm khác, chẳng hạn như là chúng ta cái nút mạch gan thì trước đây người ta gọi là palliative treatment thôi. Tuy nhiên là hiện tại thì có một số các cái can thiệp TACE có thể đạt được hiệu quả triệt căn, người ta gọi là curative intent TACE. Rồi có một số trường hợp thì người ta thấy rằng là nó nút mạch gan nó không đáp ứng và người ta dần dần người ta hiểu được bản chất sâu xa của cái việc mà kháng TACE. Rồi một số các concept khác, chẳng hạn như là việc kết hợp toàn thân và tại chỗ được áp dụng ngày càng rộng rãi hơn. Thì chúng ta thấy đấy là một cái điểm mấu chốt của vấn đề về ung thư gan ở kỷ nguyên của thuốc toàn thân là như vậy. Chính vì thế chúng ta nhìn thấy là gì? Đây là cái bảng cập nhật của BCOC.
về điều trị ung thư gan năm 2022, thì chúng ta quay trở lại chúng ta nhìn thấy một điều là gì? Hiện tại cái giai đoạn B nó không đơn thuần là chỉ là nút mạch gan nữa, và chúng ta nhìn ngược lại gì vậy là tây lúc đấy chỉ ngược lên thì vậy nó chỉ nằm ở trung gian của B thôi, cái trung gian của B thôi. Còn cái giai đoạn sớm của B thì người ta khuyến khích là nên tìm cách điều trị triệt căn, và cái giai đoạn sau nghĩa là giai đoạn muộn của B thì câu chuyện không phải gọi là bác sĩ điện quang can thiệp nữa, mà có vẻ sẽ thiên về bác sĩ nội khoa với điều trị bằng cái systemic treatment gồm các thuốc đích và các thuốc miễn dịch. Thì chúng ta nhìn thấy đấy là cái bản chất, cái vấn đề, cái vai trò của điện quang can thiệp, đặc biệt là can thiệp nút mạch gan trong kỷ nguyên của thuốc đích của chúng ta, của chúng tôi hiện tại là có vẻ như thu hẹp lại. Vậy thì rõ ràng với tất cả những cái logic này chúng ta thấy là gì? Cái vai trò của điện quang can thiệp nội mạch điều trị ung thư gan nó bị thu hẹp lại trong cái kỷ nguyên hiện tại của cái thời kỳ của thuốc toàn thân hay không? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đấy là yes, là đúng. Bởi vì sao? Bởi tất cả những cái việc và những cái dữ liệu chúng ta đưa ra, chúng thấy rằng là gì? Vậy thì chúng tôi sẽ cái công việc của chúng tôi sẽ bị thu nhỏ lại. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là cũng không hoàn toàn phải như thế. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Có một số cái quan điểm khác nhau, như đây là một cái guideline của phía châu Á, đây là cái guideline của một cái phác đồ điều trị ung thư gan của Hàn Quốc vào năm 2022. Chúng ta thấy là gì? Là rất may là vai trò bác sĩ điện quang can thiệp nội mạch thì chúng ta nhìn thấy là bản thân là như Hàn Quốc người ta cũng cho nhìn chúng ta nhìn thấy là gì, cái vai trò của can thiệp nội mạch nó cũng rải rác từ từ giai đoạn sớm tới giai đoạn muộn. Chúng ta nhìn tất cả những cái mà ô mà chúng tôi vạch đỏ là những cái vai trò của can thiệp nội mạch, thì chúng ta nhìn thấy là giai đoạn rất sớm, thậm chí ung thư gan ở giai đoạn nhỏ kích thước khoảng dưới 2 cm cho tới ung thư gan thậm chí là di căn xa, trong đó hai tumor burden nằm trong gan, thì chúng ta nhìn thấy là vẫn có một cái vai trò của điện quang can thiệp nút mạch gan nằm trong đó. Vậy thì rõ ràng là với cái kỷ nguyên hiện tại thì chúng tôi vẫn có vai trò, đóng một vai trò tương đối quan trọng trong tham gia vào quá trình điều trị ung thư gan HCC như thế. Và một cái điều cũng không chỉ mỗi góc nhìn của các tác giả, các cái người bác sĩ điều trị ở châu Á, thì trong một cái guideline của ESMO của châu Âu thì chúng ta thấy gì là cái nút mạch gan thậm chí có thể được điều trị ở trong giai đoạn sớm, nghĩa là làm sao điều trị curative treatment. Thì chúng ta nhìn thấy là gì, là trong giai đoạn sớm là giai đoạn BCOC0 hoặc BCOC A thì cái có thể là cân nhắc là nút mạch gan. Thế vậy thì với nút mạch gan nó không chỉ nằm ở giai đoạn B nữa, mà có một số trường hợp thì có thể điều trị ở giai đoạn ứng dụng áp dụng ở giai đoạn sớm và điều trị gọi là curative treatment. Một số cái ví dụ chúng ta nhìn thấy là thực sự TACE có đạt được hiệu quả triệt căn hay không, thì đây là một cái bệnh nhân, một cái ví dụ, một cái trường hợp là gì, chúng ta đây nhìn là một tổn thương u gan tương đối nhỏ, là giai đoạn sớm, giai đoạn này là rất là u rất nhỏ ở phase 1, và sau đó thì bệnh nhân, đây là cái tổn thương u gan ở phase 1, và bệnh nhân này được nút mạch gan, và sau đó đây là cái quá trình người ta nút mạch gan, người ta chụp mạch lên và bộc lộ được rõ ràng cái cuống mạch vào máu vào đó, sau đó thì người ta tiến hành luồn bằng microcatheter thật là siêu chọn lọc vào trong tổn thương đó, và người ta tiến hành gây tắc cái khối u gan bằng nút mạch gan bằng lipidol kết hợp với hóa chất. Và đây là những cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy là gì, trong quá trình nút mạch thì để đạt được triệt căn thì người ta không chỉ bơm tắc cái động mạch gan mà người động mạch gan nuôi khối u, mà người ta bơm làm sao trào ngược sang tĩnh mạch cửa xung quanh. Đây là hình ảnh này, chúng ta nhìn thấy là gì, cái tĩnh mạch cửa xung quanh được trào ngược, thì vậy thì cái tổn thương gan được tắc bởi không chỉ động mạch mà cả tĩnh mạch cửa. Chính vì thế nó đạt được hiệu quả gọi là người ta gọi là cắt gan nội mạch, gọi là cắt gan nội mạch. Thì đây là một cái kết quả của cái việc nút mạch gan đó, thì bệnh nhân này u gan hạ thành 1 và người ta theo dõi là không thấy tái phát sau khoảng hơn 5 năm. Thì chúng ta thấy là gì, rõ ràng là với một cái nút mạch gan, nếu mà trong trường hợp mà mình dự kiến mình nút mạch gan triệt căn, thì nếu mà bằng cái kỹ năng của người bác sĩ điện quang can thiệp thì có thể đạt được được vấn đề triệt căn. Chính vì thế nên là với cái trường hợp này thì người ta có định danh tiếng Anh là gọi là curative intent tây, nghĩa là mình sẽ khi mà mình làm thì mình sẽ điều trị mục đích là mình để triệt căn, thì cũng có thể đạt được triệt căn đó. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu. Đây là bệnh nhân của tôi, thì là bệnh nhân này là ung thư gan đầu tiên là 2016 cho tới hiện tại là gần 9 năm. Thì cứ bệnh nhân này thì khi cứ xuất hiện u tổn thương gan thì chúng tôi kiểm soát bằng nội mạch và tất cả những trường hợp đều đáp ứng rất là tốt, và cho tới hiện tại thì chúng tôi vẫn đang kiểm soát rất là tốt cái tổn thương đó. Thì chúng ta thấy rằng gì là vậy thì với bằng điện quang can thiệp nội mạch thôi, chúng ta vẫn có thể kiểm soát rất tốt các cái tổn thương đó. Và dĩ nhiên đòi hỏi những trường hợp này đòi hỏi chúng tôi phải làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Chúng ta nhìn thấy là gì, mặc dù khối u ở đây nhưng chúng tôi sẽ phải luồn các microcatheter thật là sâu sát vào tổn thương u gan, và chúng tôi bơm tắc không chỉ cái tổn thương trong nhu mô gan mà chúng tôi bơm trào ngược ra xung quanh này và trào ngược ra tĩnh mạch cửa xung quanh để đạt được hiệu quả triệt căn của tổn thương ung thư gan.
Rồi một số trường hợp khác thì chúng tôi có thể điều trị triệt căn bằng cách nào? Ví dụ đây một cái trường hợp mà một cái u gan kích thước khoảng độ 3,5 cm thì chúng tôi cũng bằng cái phương pháp gọi là Q-tip Intentase, chúng tôi luồn microcatheter thật siêu chọn lọc vào sát vào khối u gan. Chúng tôi bơm không chỉ tắc khối u gan mà bơm cả tràng ngược tĩnh mạch cửa xung quanh và tổn thương đáp ứng rất tốt. Sau đó thì chúng tôi kết hợp với việc là bằng đốt sóng cao tần, sau khoảng 20 ngày thì chúng tôi tiến hành là cắm cái kim đốt sóng cao tần vào đây, cắm kim vào khối u gan này và điều trị phá hủy khối u gan đó. Và sau chúng tôi đánh giá cái tổn thương này sau một ngày sau khi đốt sóng cao tần, chúng ta nhìn thấy gì là toàn bộ cái khối u được cover bởi cái diện hoại tử, nghĩa là chúng tôi đạt được cái điều trị triệt căn cho bệnh nhân. Thì đấy là cái liên quan can thiệp điều trị ung thư gan, trong đó cái vai trò của nút nải gan rất là quan trọng để điều trị triệt căn cho bệnh nhân như thế. Tuy nhiên giai đoạn gần đây chúng ta thấy là gì, những cái vấn đề hiểu biết về điều trị ung thư gan nó ngày càng được sâu và rộng, và có không phải tất cả những trường hợp điều trị ung thư gan chúng ta thấy là đạt được những cái điều mà mỹ mãn như những cái tôi trình bày. Thì người ta nhìn nhận ra là điều gì, có một số cái nhóm ung thư gan đặc biệt giai đoạn B không phù hợp với tây nút nải gan, nó cũng theo đúng cái guideline, theo đúng tiêu chuẩn, nhưng mà điều trị xong thì tổn thương nó vẫn bùng lên một cách rất là dữ dội. Thì người ta nhìn thấy là gì, vậy thì có một số cái yếu tố người ta cho rằng là hãy cân nhắc trước khi mà điều trị bệnh nhân điều trị nút nải gan hay bệnh nhân nút nải gan hay không. Ngay cả trong trường hợp mà bệnh nhân khối u gan là giai đoạn B, nghĩa là chưa có huyết khối tĩnh mạch cửa, chưa có di căn xa, thì người ta nhìn thấy có một số yếu tố mà không phù hợp với nút nải gan là gì. Nó gồm có ba cái yếu tố chính chúng ta nhìn đây. Yếu tố thứ nhất là gì, những cái trường hợp mà rất là dễ bị kháng lại với tây là những trường hợp mà khi mà high tumor burden, nghĩa là nó tổn thương u gan mà người ta lấy cái tiêu chí là up to 7. Thì khi những tổn thương mà nó có rất là nhiều u hoặc là khối u lớn thì thường những trường hợp đó thì nút nải gan sẽ không hiệu quả nữa. Và đấy là một cái trường hợp nếu mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại thì nó cái nguy cơ cao là sẽ bị kháng trị với tây. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là trong những trường hợp mà chức năng gan bệnh nhân tồi, hay là khi mà đặc biệt chức năng tripod B, thì đấy là một cái điều mà cân nhắc có xem có nên nút nải gan hay không. Và đặc biệt là trong trường hợp mà tripod B mà kết hợp với các yếu tố khác, chẳng hạn như là kết hợp với high tumor burden, thì những trường hợp đấy thì nguy cơ cao là sẽ không kháng tây và nút nải gan sẽ không có hiệu quả nữa. Rồi một vấn đề thứ ba, nghĩa là liên quan đến đặc điểm của khối u gan. Chúng ta tất cả guideline chỉ đề cập tới kích thước số lượng khối u gan, nhưng chúng ta không đề cập tới rất nhiều tới vấn đề về cái đặc điểm ác tính của tổn thương u gan. Thì trong những cái guideline gần đây thì người ta đưa vấn đề độ ác tính của ung thư gan, khối u gan vào để mình tiên lượng xem có đáp ứng hay không. Ví dụ như trong trường hợp mà khi mà các cái nhiều cái khối nhỏ nó tập trung thành đám bờ không đều không rõ, rồi là một số trường hợp mà có cái dấu hiệu của cái chuyển dạng là sarcomatous, thì chứng trường hợp đấy thường là nút nải gan sẽ không đáp ứng. Thì đấy chúng ta nhìn thấy đấy là những cái điều mà người ta đã đưa ra những cái dẫn chứng và chỉ ra rằng là chúng ta hãy cân nhắc những trường hợp đấy có nên nút nải gan hay không. Đây một cái ví dụ của chúng tôi mà chúng tôi cũng phải trải qua những ca thất bại, chúng tôi cũng hiểu hơn dần hơn những điều mà Ivan chỉ ra. Thế đây một trường hợp ung thư gan giai đoạn B, nhưng kích thước này rất là to. Trường hợp này là trường hợp mà là high tumor burden, là gọi là up to 7 cái criteria. Thì bệnh nhân này chúng tôi đã tiến hành nút mải gan, chúng tôi cố gắng kiểm soát cái tổn thương u gan bằng nội mạch. Chúng ta lấy nhìn là gì, tháng thứ nhất, tháng thứ hai vẫn tăng sinh mạch, tháng thứ ba vẫn tăng sinh mạch, và chúng tôi cố gắng block toàn bộ cái mạch máu nuôi khối u gan. Thì sang tháng thứ tư thì tất cả những cái tế bào ung thư gan còn sót lại nó lại gọi cấp máu từ động mạch dưới hoành, và chúng tôi tiếp tục kiểm soát cái động mạch dưới hoành vào nuôi vào khối u gan như thế này. Thì về kỹ thuật thì chúng tôi cảm giác là rất là hài lòng vì mình đã kiểm soát tổn thương tương đối tốt. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy là gì, sau một năm đánh giá lại thì tổn thương này nó bùng lên một cách rất là dữ dội ở di căn phổi hai bên, kèm theo là tổn thương trong gan. Chúng ta nhìn thấy nó bùng lên di căn rất nhiều, tổn thương trong gan, di căn hạch. Thì đây là trường hợp mà chúng tôi nghĩ rằng là thất bại với việc bằng can thiệp nội mạch. Chính vì thế nên là một số các cái nghiên cứu người ta chứng minh rằng là gì, vậy trong những trường hợp mà không phù hợp với tây, ví dụ như rằng high tumor burden rồi là đặc điểm khối u không tốt, thì người ta đặt câu hỏi thực sự có nên nút nải gan không. Thì trong một cái nghiên cứu của Kudo năm 2018 về cái proof of concept, thì trong cái nhóm đó thì tiến hành nghiên cứu một cái nhóm là nút nải gan và nhóm thứ hai dùng lenvatinib, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ đáp ứng của cái nhóm sử dụng lenvatinib thì đạt tỷ lệ cao hơn là 73% so với nút nải gan là 33,3%. Thì rõ ràng là trong những trường hợp mà nếu mà u gan mà không kiểm soát được bằng nút nải gan, bằng can thiệp nội mạch, thì có vẻ như dùng thuốc toàn thân sẽ ưu thế hơn trong trường hợp can thiệp nội mạch. Thì với cái nghiên cứu này nó đang chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên một cái điều thú vị là gì, nếu mà dùng so sánh giữa một cái TKI lenvatinib với
can thiệp nội mạch thì có vẻ trong trường hợp này thì lenvatinib sẽ phải ưu thế hơn. Nhưng mà cùng một nghiên cứu khác thì thấy rằng là nếu mà chúng ta kết hợp giữa lenvatinib kết hợp với can thiệp nội mạch thì có vẻ như là sẽ hiệu quả cao nhất, tốt hơn so với mình dùng đơn độc. Thì rõ ràng câu chuyện vậy thì ngay cả trong trường hợp mà không còn chỉ định mê tây nữa thì vai trò bác sĩ điện quang can thiệp vẫn còn giá trị. Nghĩa là gì? Nghĩa là đứng cong kết hợp với điều trị toàn thân, kết hợp với tại chỗ thì có thể tăng hiệu quả điều trị ung thư gan hơn. Do đó thì đấy một cái điều mà tôi nghĩ rằng là ở với nhóm B mà cái nhóm mà không phù hợp với tây thì chúng tôi cũng đồng ý với cái quan điểm là gì? Vậy thì trong trường hợp đó thì không nên nút mạch gan thì sẽ nên kết hợp với điều trị toàn thân sẽ tốt hơn việc nước tây. Tuy nhiên là tốt nhất thì tôi nghĩ rằng là kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ, thì đấy là cái mà cũng chia sẻ với kinh nghiệm mà trong thực hành lâm sàng chúng tôi làm, thì chúng tôi thấy đấy là điều cái tốt hơn và tốt nhất. Thì tốt nhất là vẫn kết hợp toàn thân và tại chỗ trong những trường hợp ung thư gan mà tôi gọi là giai đoạn khó, nghĩa là khó kiểm soát bằng can thiệp nội mạch. Cũng song hành với việc đó thì đây là một cái nghiên cứu tương đối mới, là cái nghiên cứu này cũng là cái nghiên cứu EMERALD 1. Thì người ta đặt câu hỏi là gì? Vậy thì nút mạch gan so sánh với việc nút mạch gan kết hợp với thuốc toàn thân thì có vai trò cái hiệu quả của nó như thế nào? Thì trong nghiên cứu này thì có việc nút mạch gan kết hợp với thuốc miễn dịch là duvarumab kết hợp với bevacizumab, thì đây là một cái nhánh để so sánh với hiệu quả là dùng nút mạch gan đơn thuần, nghĩa là dùng placebo thôi, và một cái nhóm nữa là dùng nút mạch gan kết hợp với duvarumab không, thì so sánh xem là hiệu quả như thế nào. Thì kết quả tương đối thú vị là trong điều trị đó thì cái nhóm mà kết hợp giữa nút mạch gan kết hợp với duvarumab kết hợp với bevacizumab thì nó có ưu thế cao hơn gì với việc nút mạch gan thông thường. Chúng ta nhìn thấy là gì? Là cái PFS của cái nhóm kết hợp giữa duvarumab bevacizumab kết hợp với tây thì là PFS là 15 tháng và so sánh với nhóm tây thông thường là 8,2 tháng. Thì rõ ràng câu chuyện là gì? Là ngay cả trong giai đoạn mà khó khăn về can thiệp nội mạch thì kết hợp giữa toàn thân và tại chỗ nó có mang lại cái ưu thế rất là tốt so với phương pháp thông thường điều trị đơn độc. Và đây là cũng trong nghiên cứu đó chứng tỏ rằng là gì, cái TTP thì đã cải thiện hơn 12 tháng của cái nhóm mà kết hợp duvarumab kết hợp bevacizumab và tây so với tây thông thường. Thế thì đi đến kết luận của cái phần trình bày của tôi thì tôi vẫn tự tin rằng là vai trò bác sĩ điện quang can thiệp, đặc biệt là nút mạch gan, vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong kỷ nguyên của thuốc toàn thân. Và một cái điều mà dĩ nhiên là can thiệp nội mạch thì không chỉ nó là một cái từ can thiệp nội mạch, mà đòi hỏi người làm can thiệp ấy nó phải thực sự có rất nhiều kinh nghiệm. Người ta cần phải có về, tôi nghĩ rằng có hai cái vấn đề, một là về kỹ thuật và hai là chiến thuật. Kỹ thuật là đòi hỏi ví dụ trong trường hợp nào mình cần phải lút siêu chọn lọc, trường hợp là mình lút cần không cần siêu chọn lọc. Và chiến thuật của nó là gì? Mình trường hợp là mình điều trị đơn độc, trường hợp là mình kết hợp với toàn thân thì đấy là đòi hỏi cái kinh nghiệm người điều trị rất là quan trọng. Và một cái điều là gì? Xu hướng kết hợp toàn thân với tại chỗ ngày càng là áp dụng nhiều trong các trường hợp ung thư gan HCC mà có kích thước lớn, số lượng lớn và cái đặc điểm tổn thương nó có độ ác tính cao. Xin cảm ơn các sự lắng nghe của quý vị đồng nghiệp.